Nên không cần bản gốc đầy đủ hơn và không bị chèn ngược vào. Hãy liên hệ số điện thoại 0708252799 để gặp Thuận để được tư vấn thêm. Nên em lưu ý những bản nhạc có tiếng chim, trường, sóc và các loại thú rừng nhỏ vân vân đều là những bản nhạc được trải nghiệm thực tế, luôn được đổi mới để tránh việc nhờn tiếng kém hiệu quả hơn hẳn những tiếng âm thanh bẫy mà anh em tải trên mạng về. Nếu anh em thấy hay thì hãy like và subscribe đăng ký kênh Thân Bậy của em, để lại bình luận bên dưới và thêm ý kiến cho em để bên em phát huy nhiều hơn. Thêm ý kiến cho em để bên em phát huy nhiều hơn.